Từ xưởng in này đã có nhiều tờ rơi, truyền đơn và 5 số báo công nhân được in ra, với không dưới 8.000 bản cho mỗi số. Không ít lần đội cảnh binh Nga Hoàng đã có mặt tại đây, nhưng không ai có thể ngờ được rằng dưới đường hầm thoát nước này là nơi đặt máy in và là cũng là nơi làm việc của những người thợ in bí mật. Chiếc máy in có tuổi đời hơn một thế kỷ, nặng đến hàng trăm cân vẫn còn nằm tại đây. Những người thợ in đã làm việc trong chính không gian chật hẹp này để cho ra đời hàng nghìn trang báo cách mạng.